kết hợp kỹ năng TATSUYA vào leo rank đại kiện tướng, thì vô tình chạm mặt quân đoàn vua Thách đấu của Vanh Luân và cái kết bắn nhau gục lên gục xuống cực kỳ căng luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Trận đầu tiên, hỗn chiến ở khu thành phố và cái kết. Yeah.
2, sử dụng TATSUYA phục thù lấy top 1 cho bằng được.